tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời dự án mở rộng sân bay Điện Biên và 3 dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2. Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan Trung ương, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cùng đông đảo người dân. Dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không Điện Biên với đường cất hạ cánh dài 2.400 m, nhà ga khai thác 500.000 hành khách một năm, có tổng mức đầu tư hơn 1,47 nghìn tỷ. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều dài hơn 40 km, tổng mức đầu tư hơn 3,7 nghìn tỷ. Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, chiều dài 23 km, tổng mức đầu tư hơn 4,8 nghìn tỷ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 với chiều dài 6,6 km, nhịp chính là cầu dây văng dài 350 m, tổng mức đầu tư hơn 5 nghìn tỷ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, các bộ ngành liên quan đã phối hợp triển khai, biểu dương chính quyền và nhân dân 6 tỉnh có dự án đi qua đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, Thủ tướng cảm ơn bà con nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và các địa phương nơi triển khai các dự án đã sẵn sàng nhường đất, rời nhà cửa, nơi sinh sống của mình để bàn giao mặt bằng cho các dự án. Để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông, từ nay đến năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan và các tỉnh thành phố được bàn giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng thi công và tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó là rút kinh nghiệm từ triển khai các dự án cao tốc giai đoạn vừa qua và phát huy tối đa những thành quả đã đạt được. Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu cần bám sát quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, giải ngân vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, bảo đảm các dự án thành phần hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu. Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải tăng cường nâng cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết liệt chỉ đạo ACV tiếp tục kiểm soát tiến độ, chất lượng, đẩy nhanh thi công dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong mỗi cá nhân tham gia dự án cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, với ngành và cao hơn nữa với nhân dân, với Tổ quốc, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần triển khai các dự án đúng tiến độ với tinh thần tất cả vì nhân dân, vì hùng cường thịnh vượng của đất nước. Chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, với một cái tinh thần là phải luôn luôn đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, rồi cách tổ chức thực hiện làm sao cho nó có hiệu quả. Tất cả vì cái mục tiêu, vì cái sự nghiệp của Đảng và vì hạnh phúc của nhân dân. Và với tinh thần đó thì tôi tuyên bố khánh thành, đưa vào khai thác đồng loạt 4 cái dự án. Một là dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không sân bay Điện Biên. Thứ hai là dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thứ ba là dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Và cái thứ tư là cầu Mỹ Thuận 2 đi qua sông Tiền. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà 20 chiến sĩ Điện Biên Phủ, bày tỏ tri ân đối với công lao của các cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1 ở thành phố Điện Biên Phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, nguyện phấn đấu lao động cống hiến góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc ấm no.
Tại tỉnh Tuyên Quang, dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự buổi lễ. Dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài 40,2 km, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, tốc độ khai thác tối đa 90 km/h. Đây là dự án cao tốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang nói riêng và của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc nói chung. Tuyến cao tốc giúp mở rộng liên kết vùng, tăng lợi thế cạnh tranh về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang và các địa phương trong vùng, giúp giảm tải cho quốc lộ 2. Việc dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ hoàn thành cũng đem lại những kinh nghiệm quý báu để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quản lý, thực hiện dự án đường bộ cao tốc thứ hai trên địa bàn tỉnh, đó là dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang kết nối với cửa khẩu Thanh Thủy. Cùng với các điểm cầu khánh thành các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, sáng nay cũng đã diễn ra lễ khánh thành công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tham dự tại điểm cầu có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, chiều dài tuyến 23 km. Dự án đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp, có điểm đầu thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, kết nối với dự án cầu Mỹ Thuận 2. Điểm cuối thuộc địa phận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, kết nối với quốc lộ 1 tại nút giao cầu Chà Và. Dự án được phân kỳ đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, hiện cơ bản hoàn thành và sẵn sàng thông xe, đưa vào khai thác. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành là hai trong số các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Thưa quý vị, quy hoạch vùng Trung Du miền núi phía Bắc thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định phát triển khu vực này theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, đặc biệt bằng tài nguyên xanh và giá trị văn hóa độc đáo là yêu cầu quan trọng được đặt ra tại phiên họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, cửa ngõ phía Bắc quốc gia, giáp các vùng kinh tế lớn. Tuy nhiên, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc hạn chế trong kết nối giao thông nội vùng, liên vùng, tăng trưởng kinh tế không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Quy hoạch đặt ra giải pháp phát triển vùng Trung Du miền núi phía Bắc nhằm giải quyết các điểm nghẽn như phân vùng hiệu quả, tạo liên kết phát triển chặt chẽ, tối ưu hóa hệ thống hạ tầng, tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng, phát triển du lịch gắn với sinh thái, văn hóa, lịch sử và sự liên kết giữa các tiểu vùng, phát triển nông nghiệp hữu cơ xanh. Tôi nói ví dụ như là hiện trạng đối với du lịch, cái sản phẩm đặc thù của từng địa phương hay của từng vùng là cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái sản phẩm du lịch đặc thù này nó mang tính khác biệt mà nó hấp dẫn được khách du lịch đến những vùng đấy. Còn nếu mà chúng ta cái sản phẩm nó không đặc thù, nó chung chung chỗ nào cũng giống nhau ấy, thì nó không hấp dẫn nữa. Một cái vùng mà nó có cái giá trị về văn hóa, đặc biệt là các dân tộc, rồi giá trị sinh thái rất lớn, nhưng mà nó là cái vùng kém phát triển nhất về du lịch. Kém phát triển nhất về du lịch. Thế thì lý do tại sao? Đây vấn đề kết nối là vấn đề thách thức lớn nhất với vùng. Như là núi liền núi, sông liền sông, chảy từ Bắc đến Nam, do đó là cái kết nối rất là khó khăn. Thứ nhất là cái tạo tăng cường kết nối vùng không phải chỉ bằng kết cấu hạ tầng mà bằng nhiều cơ chế chính sách và đặc biệt vấn đề quản trị điều phối và huy động các cái dự án huyền lực cho các dự án ưu tiên đầu tư có tính đột phá. Quy hoạch vùng Trung Du miền núi phía Bắc xác định xây dựng 4 tiểu vùng, 5 hành lang kinh tế chính, 3 vành đai và một vùng động lực cùng phát triển kinh tế xã hội và chia sẻ đầu tư. Quy hoạch đặt mục tiêu trước năm 2030 ưu tiên xây dựng và nâng cấp cao tốc Bắc Nam, sau năm 2030 tăng cường kết nối Đông Tây nhằm liên kết chuỗi giá trị, gia tăng quy mô các trung tâm chế biến, sản xuất nông sản và liên kết hệ sinh thái du lịch. Kinh tế rừng tập trung khai thác tiềm năng từ dịch vụ hệ sinh thái rừng, bao gồm tín chỉ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ an ninh nguồn nước.